Thượng đế. Có nhiều quan điểm khác nhau về Thượng đế. Các giáo lý Phật giáo tin rằng không có Thượng đế, không có sáng tạo chủ nào cả. Tất cả mọi thứ đều là do duyên sinh, do nhân duyên mà hình thành. Nhiều nhà khoa học thời nay tin rằng mọi thứ được hình thành một cách ngẫu nhiên theo một số quy luật nào đó mà không tin vào Thượng đế. Cũng như nhân quả báo ứng đời này, đời sau. Các giáo lý của Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, vân vân thì tin rằng Thượng đế, Thiên Chúa là đấng cao cả nhất, đấng sáng tạo ra hết thảy mọi thứ, trong đó có cả linh hồn con người. Thượng đế mà tôi muốn nói ở đây chẳng phải là một vị vua trời nào đó ở cõi 33, đao lời, như người ta thường gọi là vua trời đế thích, cũng chẳng phải là vị vua trời Brahma nào đó ở cõi hà thiên, cõi phàm thiên sắc giới. Thượng đế mà tôi muốn nói ở đây, như mọi người thường nói, là vị sáng tạo ra tất cả mọi thứ, là vì ở cõi giới cao nhất trong vũ trụ. Vậy có thực sự Thượng đế sáng tạo ra hết thảy mọi thứ, tất cả các cõi giới, tất cả các linh hồn, hay tất cả đều là nhân duyên, đều do duyên sinh khởi, và trong đó Thượng đế cũng có thể là một chúng sinh nào đó được sinh ra đầu tiên trong vũ trụ? Tôi để bàn từ trả lời câu hỏi này. Bài viết này chỉ là câu chuyện của tôi về Thượng đế, niềm tin của tôi về Thượng đế, sự thấy biết của tôi về Thượng đế. Nó có thể đúng hoặc nó có thể sai. Tôi chỉ ra đây câu chuyện của tôi về Thượng đế. Nếu bạn có đọc nó, đừng vội tin nó. Hãy xem đây như là một bài viết, một lý thuyết tham khảo mà thôi. Vũ trụ thuở ban sơ là một bầu khí vô cực hỗn độn vô tận vô biên, không bắt đầu, không kết thúc. Lúc này chưa có bất cứ thứ gì tồn tại cả, chưa có một cảnh giới nào hình thành cả, mà chỉ có các chất khí vô cực rung động di chuyển rất nhanh. Lúc này Thượng đế cũng chưa có mặt. Sau một thời gian không xác định, hoặc có thể nói thời gian lúc này chưa bắt đầu, các hạt khí vô cực này mới va chạm vào nhau, tương tác với nhau, hấp dẫn lẫn nhau, dần dần hình thành một khối khí vô cực có khả năng tự nhận biết, tự nhận thức, tự phản ứng, tự lưu trữ thông tin. Đây gọi là Thượng đế. Cũng giống như trong thuở ban sơ của trái đất, các giọt Goaseva được hình thành thông qua quá trình lý hóa của môi trường tự nhiên, là sự kết hợp của các chất khí khác nhau có khả năng tự nhận thức, tự sinh sản và tự lưu trữ thông tin. Sau đó chúng mới dần dần tiến hóa thành các sinh vật đơn bào, đa bào, sau đó là già người vừa ngày nay. Cũng vậy, Thượng đế được hình thành từ thuở ban sơ của vũ trụ. Trong bầu khí vô cực hỗn loạn, những chất khí này dao động rất nhanh, nhanh nhất trong vũ trụ. Chúng tương tác và kết hợp với nhau, dần dần tạo thành một khối khí có khả năng tự nhận thức, tự sinh sản và tự lưu trữ thông tin. Ấy chính là Thượng đế. Khi Thượng đế được hình thành, Thượng đế bắt đầu tự tìm hiểu chính mình. Thượng đế tương tác với môi trường khí vô cực xung quanh để hình thành thế giới cho riêng mình. Đây là cõi đầu tiên của vũ trụ, hay thế giới của Thượng đế. Sau đó, với mong muốn trải nghiệm và sáng tạo và tự biết chính mình, Ngài bắt đầu kết hợp các hạt vô cực lại với nhau để tạo ra các cảnh giới khác nhau trong vũ trụ. Cho nên tất cả các cõi giới đều từ một hạt vật chất mà tạo nên. Khi các cảnh giới hình thành, Ngài là tiếp tục kết hợp
các hạt vật chất trong cảnh giới ấy lại với nhau để tạo ra các hình thể, các mô hình năng lượng, các dạng chúng sinh khác nhau. Khi các hình thể, các dạng sống được hình thành, chúng cũng có khả năng tự hoạt động, tự nhận thức, tự sinh sản và tự lưu trữ thông tin. Bất kỳ một hình dạng, một thể thức sống nào trong vũ trụ cũng đều có khả năng tự nhận thức và tự lưu trữ thông tin, và các dạng chúng sinh khác nhau thực chất là các mô hình năng lượng khác nhau. Khi Thượng Đế kết hợp các hạt khí lại với nhau, rung động của chúng bị giảm đi. Nhờ đó, Thượng Đế có thể kinh nghiệm tất cả các tần số rung động cao thấp khác nhau của vật chất. Ta có thể thấy rằng Thượng Đế có thể do duyên của vũ trụ thuở ban sơ mà hình thành, và các cảnh giới, các chúng sinh, các hình thể sống có thể do Thượng Đế sáng tạo nên. Sáng tạo ở đây không có nghĩa là tạo ra thứ gì đó từ hư không, mà là tạo nên, tạo tác nên từ những thứ đã có sẵn, từ nguyên liệu đã có sẵn của vũ trụ. Có thể nói mọi thứ do nhân duyên hình thành cũng đúng, bởi vì nguyên lý sáng tạo đầu tiên là Thượng Đế, và do duyên mà hình thành. Có thể nói vũ trụ và chúng sinh do Thượng Đế sáng tạo nên cũng đúng, bởi tất cả mọi thứ đều từ Thượng Đế mà tạo nên. Ta cũng sẽ thấy điều tương tự ở ngay chính trên trái đất mà ta đang sống. Khi trái đất lúc mới hình thành, các loài khoáng vật, thực vật, động vật, loài nhỏ đều do sự tiến hóa tự nhiên mà hình thành. Lúc này chưa có bàn tay chúng sinh có ý thức nào tác động đến. Khi trái đất trải qua hơn 3 tỷ năm, lúc ấy mới có các đấng sáng tạo và các thiên thần tiến tới để phát triển các loài chúng sinh khác nhau và giúp các chúng sinh ấy phát triển. Nhờ đó mà chúng ta mới có người vườn, các giống dân, các loài động vật, các loài thực vật phong phú và đa dạng như ngày nay. Quá trình tiến hóa là song đôi, vừa có chọn lọc tự nhiên, vừa có bàn tay từ các chúng sinh của các cõi giới cao hơn tác động vào. Cũng vậy, vũ trụ chúng ta được như ngày nay, vừa là tiến hóa, chọn lọc tự nhiên, vừa có sự phát triển của các chúng sinh có ý thức, của các thiên thần, của Thượng Đế. Trở lại quá trình hình thành của vũ trụ, sau khi các cõi giới, các dạng chúng sinh khác nhau được hình thành, Thượng Đế bắt đầu quá trình sinh sản của mình, hay có thể nói là quá trình từ phân chia cơ thể để tạo ra các con cái của Ngài. Ấy chính là các điểm linh quang của Thượng Đế, các linh hồn. Các linh hồn ví như một tế bào trong cơ thể Thượng Đế, hay mang đầy đủ các thông tin di truyền của Thượng Đế, có khả năng để phát triển, để trở thành Thượng Đế, có khả năng sáng tạo ra các vũ trụ, có khả năng sinh ra những đứa con cũng y như Thượng Đế vậy. Cũng như con người là sự kết hợp di truyền của cha và mẹ. Ban đầu chỉ là một tế bào nhỏ bé, sau đó chúng phát triển, thu hút thêm vật chất từ bên ngoài, dần dần hình thành nên một con người đầy đủ. Sau đó chúng phát triển, lớn lên dựa theo những đặc điểm di truyền đã có sẵn, kết hợp với quá trình tương tác với môi trường sống bên ngoài. Chúng trở thành những con người trưởng thành, có những đặc điểm giống như cha mẹ của chúng, có những khả năng làm việc như cha mẹ của chúng, và chúng cũng có khả năng sinh sản như cha mẹ của chúng vậy. Hay như các loài thảo mộc, ngũ cốc, khi được hình thành qua quá trình phát triển tự nhiên, đến một giai đoạn nào đó, chúng có khả năng tự đâm hoa, kết trái.
Sau đó, những hạt giống của chúng sẽ lìa khỏi chúng, rơi vào đất. Dần dần, những hạt giống này dựa trên sức sống của bản thân, cùng với sự tác động của các yếu tố bên ngoài, cũng phát triển thành những cái cây y như cha mẹ của chúng. Và chúng cũng có khả năng sinh sản như những cái cây cha mẹ vậy. Vậy tại sao Thượng Đế cần phải sinh ra các linh hồn? Bởi vì thứ nhất, Thượng Đế muốn có bạn, muốn có những chúng sinh có ý thức, có thể nói chuyện cùng Thượng Đế, có thể hiểu được Thượng Đế, vì như người cha già muốn có những đứa con để vì cha ấy có thể nói chuyện với chúng, có thể chia sẻ những kinh nghiệm cho chúng, có thể dạy dỗ chúng lớn khôn. Thứ hai, Thượng Đế cần có những linh hồn để quản trị các thế giới mà Ngài mới sáng tạo nên. Ngài cần những đứa con của Ngài để chúng có thể quản trị và phát triển các thế giới mà mình sáng tạo nên. Vì dù sao, những đứa con của Ngài cũng có trình độ hiểu biết và khả năng làm việc tốt hơn những tạo vật khác. Bởi những đứa con của Ngài mang các đặc điểm di truyền của cha chúng. Nếu không có những đứa con của Ngài, vũ trụ sẽ không được to lớn và phát triển như ngày nay. Những đứa con của Thượng Đế thì khác với những sinh vật có ý thức khác do Thượng Đế tạo nên. Do bởi chúng mang những thông tin di truyền và một phần hiểu biết của Thượng Đế, những đứa con này ấy chính là các linh hồn hay các nhóm linh hồn. Các linh hồn sau khi được thai nghén từ Thượng Đế bắt đầu tách rời khỏi Thượng Đế, đi vào các vương quốc tinh thần và vật lý đã có sẵn, học cách kết hợp với các dạng sống đã có sẵn, duy trì phát triển chúng, học cách sáng tạo như Thượng Đế đã sáng tạo. Sau đó chúng sẽ lớn lên, đầy đủ hiểu biết và bắt đầu tạo ra các vũ trụ y như Thượng Đế đã tạo ra vậy. Có hai loại thế giới cho linh hồn học hỏi và sáng tạo. Thứ nhất, đó là các thế giới tinh thần. Linh hồn có thể lựa chọn quá trình học hỏi và sáng tạo của mình bắt đầu từ các thế giới tinh thần, học cách sử dụng các năng lực thuộc về thế giới tinh thần như năng lực tình yêu thiêng liêng, năng lực minh triết, năng lực ý chí, năng lực của sự hợp nhất. Thứ hai, đó là các cảnh giới vật lý. Linh hồn có thể học hỏi và phát triển thêm ở các cảnh giới vật lý, học cách sử dụng các năng lực tư tưởng, năng lực cảm xúc, năng lực sử dụng vật chất đậm đặc. Sau khi đã học hỏi, sử dụng và làm chủ hoàn toàn các năng lực tinh thần cũng như các năng lực vật lý, linh hồn bắt đầu quá trình sáng tạo của mình bằng cách tạo ra các vũ trụ, duy trì và quản lý các vũ trụ, mở rộng và phát triển chúng. Ngoài ra, linh hồn lúc này cũng có khả năng sinh ra những đứa con để hướng dẫn và dạy dỗ chúng trở thành Thượng Đế như chính mình. Vậy, cũng giống như người cha, người mẹ sinh ra chúng ta, sau khi chúng ta lớn lên, đủ trưởng thành, chúng ta cũng bắt đầu sinh ra những đứa con như cha mẹ của chúng ta vậy. Chúng ta chỉ có thể sinh ra những đứa con khi chúng ta trưởng thành ở một mức độ nào đó. Cũng vậy, linh hồn cũng có thể sinh ra các linh hồn khi linh hồn tiến hóa đến một mức độ nào đó. Thật ra, trên sao, dưới vậy. Do đó, một linh hồn mang một sứ mệnh to lớn. Mỗi một linh hồn có một tiềm năng vĩ đại. Linh hồn không đầu thai xuống trái đất chỉ để trải nghiệm đi, trải nghiệm lại quá trình sinh ra, lớn lên, đi học,
đi làm, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tuổi già, rồi chết đi một cách vô ích. Tất nhiên, đó là những quá trình mà linh hồn cần phải học lúc bắt đầu. Nhưng sau đó, linh hồn cần phải học các bài học cao hơn, đó là nắm lấy các quy luật vận hành cuộc sống, các quy luật điều khiển thiên nhiên, học cách kiểm soát, điều khiển các khía cạnh cảm xúc, khía cạnh tư tưởng của mình, học cách sử dụng các năng lực tinh thần cao hơn như tình yêu tinh khiết, minh triết, ý chí, vận dụng các trường năng lượng cho mục đích tạo tác, sáng tạo. Linh hồn đến với trái đất không chỉ là sinh ra và chết đi như một người bình thường. Mỗi linh hồn có một sứ mệnh to lớn, mỗi một linh hồn có một tiềm năng vĩ đại. Đây là câu chuyện của tôi về Thượng Đế. Có thể câu chuyện của bạn về Thượng Đế khác câu chuyện của tôi. Hoặc cũng có thể bạn chẳng có câu chuyện nào về Thượng Đế cả. Nhưng không sao, dù bạn có tin Thượng Đế hay không tin có Thượng Đế, bạn vẫn có thể sống và giác ngộ như bao người đã từng sống và giác ngộ. Nguyện cho vạn vật được thái bình, mong cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau.